cậu con trai người Ý Paolo đẩy mẹ cố hết sức chạy trên đường. Vì mẹ cậu bị sốt phát ban lúc này đã đang thoi thóp, cậu khó khăn lắm mới đến được bệnh viện nhưng thứ nhận được lại là sự thờ ơ của nữ y tá. Sau đó lại gọi bảo vệ đuổi cậu bé ra ngoài. Không còn cách nào, cậu đành tìm người qua đường cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng vẫn không có kết quả, mọi người đều ngó qua nhưng không một ai chìa tay giúp đỡ. Đến buổi tối, cảnh sát chuẩn bị lôi thi thể của mẹ cậu đi, cuối cùng chỉ đưa cậu một biên lai. Cậu bé cô đơn lẻ loi đau đớn đưa mắt tiễn đưa chiếc xe ngựa đi xa. Kể từ thời khắc này, đường phố New York lại thêm một người lang thang, mà dưới cống cũng trở thành chỗ trú thân của cậu. Nữ tu Cabrini đã mắc bệnh phổi nghiêm trọng, dường như không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng tiếp theo, cô đã tạo nên một huyền thoại trong lịch sử. Hôm đó, cô nhi viện Colonial đẹp như tranh vẽ đã nhận được một bức điện báo từ Vatican, thông báo Cabrini lập tức tới Rome. Hồi nhỏ cô từng suýt chết đuối. Bác sĩ bảo mẹ cô chỉ cần cô còn sống, sức khỏe sẽ luôn rất yếu ớt. Cô nên nằm trên giường mà thôi, nhưng giờ cô không hề chịu khuất phục sắp xếp của số phận. Giáo hoàng quyết định cho cô trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo nhiệm vụ nước ngoài. Sau đó cô và vài chị em cùng nhau chuẩn bị khởi hành tới New York. Do cha Molly không thể quản lý cô nhi viện ở Five Points nữa, cho nên họ sẽ đi tiếp quản và chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi đó. Nếu muốn xây dựng đế chế hy vọng của họ, thì buộc phải chinh phục New York trước. Sau khi đến New York, họ chờ một mạch đến lúc chiều tối mà vẫn không thấy cha Molly đến đón. Thế là họ đành tự mình đi tới đó, đi trên đường phố tối đen nơi nào cũng nhìn đổ nát tàn tạ. Mấy cô bé lang thang bị người ta đuổi chạy qua trước mặt họ. Họ muốn đi theo xem thử, lúc đi qua một con ngõ, họ đã gặp được Victoria làm nghề mại dâm. Cabrini muốn nhờ cô ấy giúp cô tìm chỗ ở. Victoria bèn đưa họ tới một căn phòng. Lúc rời đi còn dặn họ nhất định phải khóa cửa, không được để Reno nhìn thấy. Sau khi thu xếp đơn giản, họ chuẩn bị cứ vậy trải qua một đêm. Nào ngờ lúc nửa đêm, Reno đột nhiên chạy tới gõ cửa. Không ai được ở đây miễn phí cả. Ngày hôm sau họ tới gặp cha Moreri. Nhưng ông nói nhiệm vụ của họ đã bị khu tổng giáo bãi bỏ rồi. Bảo họ đi gặp tổng giám mục, nhưng Cabrini lại yêu cầu đi tới cô nhi viện trước. Vì cha Molly không huy động được vốn để duy trì, nên cô nhi viện đã phải đóng cửa từ lâu. Lúc mở cửa cô nhi viện ra, hai đứa trẻ giật mình nhảy ra khỏi cửa sổ. Cabrini muốn chúng ở lại, không ngờ chúng đã nhanh chóng chạy xa rồi. Tổng giám mục vừa gặp đã báo ngừng nhiệm vụ, bảo họ nơi này không an toàn. Họ nên nhanh chóng trở lại Ý, nhưng Cabrini lại quyết định ở lại. Sau một hồi bận rộn, họ đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ cô nhi viện đổ nát và chuẩn bị vải may quần áo cho đám trẻ. Buổi tối Cabrini tới cống ngầm, kết quả không tìm thấy bọn trẻ, mà cô lại ngất đi vì bệnh phổi tái phát. Mấy người tốt bụng đã đưa cô tới chỗ bác sĩ Murphy. Kiểm tra sức khỏe cho cô xong, bác sĩ Murphy nhắc nhở cô. Cô còn có thời gian 2 năm, nhiều nhất không quá 3 năm. Cabrini muốn nhờ Victoria dẫn họ đi tìm đám trẻ lang thang, kết quả bị Reno đuổi ra ngoài. Không ngờ Victoria lại lén chạy ra bảo họ sau này đừng tới nữa, vì cô ấy lo họ sẽ gặp nguy hiểm. Dưới chỉ dẫn của Victoria, họ tới cống ngầm tối đen, cuối cùng đã tìm thấy mấy cô bé lang thang kia. Sau khi đưa về cô nhi viện, họ đã cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho chúng. Sau đó lại lần lượt đưa những đứa trẻ lang thang khác từ dưới cống ngầm lên. Lúc Cabrini đưa đám trẻ qua đường, Angel và Paolo đã chạy tới. Vậy là hai đứa trẻ cũng đã tới cô nhi viện. Paolo mặc bộ đồ mới may lập tức biến thành một cậu bé đẹp trai. Lúc này Reno đột nhiên xông vào, kêu gào mắng chửi đòi kéo Victoria đi. Carini lập tức bước lên chắn trước hắn. Lúc này Paolo đột nhiên rút ra một khẩu súng làm Reno sợ hãi lập tức thả người. Cha Molly nói Reno không nguy hiểm tính mạng, nhưng ông nhắc Cabrini ở đây chỗ nào cũng nguy hiểm. Cô tháo đạn ra rồi trả lại súng cho Paolo, xem cậu bé xử lý thế nào. Thì ra bố cậu từng dùng khẩu súng này tự sát. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Paolo ném súng vào đống lửa. Victoria lấy một con dao trong ngăn kéo ra, định dùng để phòng thân. Sau đó đám trẻ ngày càng đông, cần phòng to hơn mới đủ dùng. Cabrini định xin tòa thị chính Mỹ quyên góp, kết quả lại bị từ chối. Tổng giám mục biết chuyện không những không giúp cô còn ra ngăn cản. Vì cô nhi viện ở khu đèn đỏ, Cabrini không thể để bọn trẻ không có môi trường an toàn. Bất đắc dĩ tổng giám mục đã viết một tấm chi phiếu để đuổi cô đi và ra lệnh cho cô không được đi xin quyên góp từ bất kỳ cơ sở hoặc tư nhân nào của Mỹ nữa. Cũng không được ra đường hành khất nhưng có thể đi xin quyên góp từ người Ý. Victoria chuẩn bị đi đưa bánh mì cho đám trẻ. Không ngờ bị Reno chặn đường còn đánh đập cô ấy dã man. Ngay khi hắn định cầm đá đánh cô ấy thì có một con dao đưa xuống. Thì ra từ nhỏ cô ấy đã bị ép làm nghề bán thân. Còn chịu đủ nhục nhã, Cabrini cho rằng cô ấy là một cô gái kiên cường. Vẫn nhìn thấy sự can đảm từ cô ấy, hy vọng cô ấy trở thành người mà họ vốn sẽ trở thành. Một ngày nọ, Paolo chạy về nói với Cabrini có một cô bé đã chết dưới cống. Nhìn cô bé đã mất, Cabrini bắt đầu khóc thương tâm, sau đó lại đưa thi thể của cô bé đi. Victoria rất tức giận, cô ấy cảm thấy lũ chuột ở đây còn sống tốt hơn bọn trẻ.
mà sống chết của đám trẻ lang thang không hề có ai quan tâm. Nhìn thấy cậu bé bán báo Cabrini bỗng nảy ra một ý tưởng. Sau đó họ tới thời báo New York, phóng viên nói người ta chỉ muốn đọc thứ họ muốn. Anh ta không tin lũ chuột còn sống tốt hơn bọn trẻ. Victoria, nếu cô có lòng tốt đến vậy thì hãy đi lấy mũ cho anh Calloway đi. Khi họ đến khu ổ chuột Five Point, toàn là những căn nhà gỗ đổ nát, môi trường cực kỳ tồi tệ. Sau đó họ lại đưa phóng viên xuống cống để anh ta hiểu rõ tình hình cuộc sống của đám trẻ ở cô nhi viện. Đọc báo xong, có lẽ tổng giám mục đã thấy áy náy vì báo đã vạch trần bộ mặt đen tối của New York. Thị trưởng đọc xong tức điên. Không lâu sau, cô nhi viện đã nhận được rất nhiều thư và tiền quyên góp. Sau khi có tiền, cô nhi viện đã chuyển đến một cộng đồng môi trường tốt. Những người nghèo khổ cũng qua đây tìm sự giúp đỡ. Thị trưởng gây áp lực cho tổng giám mục, muốn đuổi cô nhi viện ra khỏi cộng đồng. Rất nhanh, người của bộ phận quản lý nhà ở đã đến cửa. Sau khi giả vờ kiểm tra, ông ta nói họ đã vi phạm quy định thị chính điều 14 và yêu cầu Cabrini tiến hành tu sửa trong vòng 7 ngày. Còn đòi cô trả khoản tiền phạt cao ngất, nếu không sẽ lập tức bị trục xuất khỏi cộng đồng. Tổng giám mục nói có một căn nhà ở miền Bắc, chủ nhà đồng ý bán với giá thấp, diện tích 15 mẫu Anh. Cabrini nói cô không mua nổi vì tài khoản của cô chỉ có hơn 900 đô. Bất ngờ là tổng giám mục lại đồng ý bù cho họ phần thiếu giúp cô mua được căn nhà. Tuy nơi này cảnh đẹp nhưng vị trí hẻo lánh, hơn nữa còn không có giếng nước. Lúc trước người chủ muốn tìm nguồn nước nên đã đào đất trước cửa đến mức đầy hố khắp nơi. Kết quả vẫn thất bại, cuối cùng chỉ có thể chuyển đi bỏ hoang nơi này. Sau đó cô nhi viện từ khu Five Point chuyển qua đây. Sau đó việc đầu tiên họ làm chính là đi đào giếng. Lúc trước người chủ cứ cách 15 mét đào một lần, mà họ định đào cách 10 mét, sắp xếp 2 ca đào luân phiên. Giờ chỉ có thể xách từng thùng nước từ sông về nhà. Đã 2 giờ sáng rồi, Cabrini vẫn đang đào giếng để giảm nhẹ áp lực cho cô nhi viện. Buổi sáng, Angel và Paolo lén ra ngoài làm việc kiếm tiền, kết quả đã gặp sự cố. Sau một phen chạy chữa vì điều kiện chữa trị của bệnh viện kém, Angel vẫn không qua khỏi vì lúc xảy ra sự cố, cha xứ đã cùng đường mặt lộ. Bệnh viện chỉ có thể phá sản, chuẩn bị đóng cửa rồi trở về Ý. Nhưng Murphy nói, nếu lúc đó là một bệnh viện tốt, Angel sẽ có thể sống. Cũng vì câu này, Cabrini mới quyết định thành lập một bệnh viện. Đầu tiên cô đi đến ngân hàng vay tiền, kết quả bị từ chối một cách vô tình. Cô tìm tới tổng giám mục, ông ta lại mắng cô điên rồi. Sau đó cô tìm đến ca sĩ người Ý cũng ở New York, kết quả cũng bị từ chối. Cô và Murphy bàn bạc họ cần một tòa nhà chân chính. Do ảnh hưởng từ con cháu dân nhập cư, hội đồng cổ đông thông qua quan hệ xã giao của Murphy, rất nhanh đã tập hợp những người này lại. Cabrini đề xuất mua một tòa nhà cải tạo thành bệnh viện có 400 giường bệnh, cung cấp phục vụ chất lượng cao, hấp dẫn người giàu tới chữa bệnh. Sau đó dùng tiền kiếm được cho nhu cầu của tất cả dân nhập cư, cũng để họ được bác sĩ xuất sắc nhất chữa trị. Có người đề xuất hiện tại chưa có đủ vốn để duy trì bệnh viện Five Point, nhưng Cabrini lại nói cứ bắt đầu sứ mệnh này con đường sẽ xuất hiện. Cuối cùng đã có tòa nhà bệnh viện, tiếp theo chuẩn bị tiến hành xây mới. Xây vài ngày, Victoria cũng đã tìm được nguồn nước, họ đã có giếng nước của mình. Buổi tối, Cabrini đưa đám trẻ tới dưới lầu nhà ca sĩ. Tiếp đó, cô tổ chức một buổi diễn xuất để gây vốn cho bệnh viện. Hiện trường buổi diễn tối hôm đó cực kỳ náo nhiệt, nhưng không lâu sau kẻ phá rối đã xuất hiện. Cảnh sát cướp hết tiền còn đuổi đánh đám đông, tiếp theo lại bắt giữ Cabrini. Tay sai của thị trường nói tiền phạt vừa đúng bằng tiền gây vốn, cũng có nghĩa là buổi diễn tối hôm đó coi như công cốc. Tổng giám mục của Jack Cabrini cuối cùng còn ra lệnh cô vĩnh viễn rời khỏi New York, không được quay lại. Cô sắp xếp người tiếp quản mọi công việc ở New York. Mọi việc vẫn tiến hành như thường. Sau đó Cabrini về Rome tiếp tục chiến đấu dùng hết sức lực của mình. Cô dẫn theo Victoria chuẩn bị cùng về lại Ý. Giáo hoàng đồng ý với ý kiến của tổng giám mục, cũng cho rằng dự án này của cô quá tham vọng, thậm chí có phần thiếu thực tế. Cabrini tìm đến thượng nghị sĩ, mà ông ta lại nói ủy ban đã xem xét đơn xin của cô, nhưng vẫn từ chối khoản vay của cô. Trong tình huống vô cùng bất đắc dĩ, cô liều lĩnh xông vào hội trường. Bởi vì tôi đại diện cho dân nhập cư, tôi nói thay cho đồng bào của các người. Họ đặt cược mọi thứ vào nước Mỹ, mà đến cả lũ chuột cũng sống tốt hơn chúng ta. Đồng thời cô còn cung cấp một phần bất động sản đắc địa ở Manhattan làm thế chấp, và tất cả tài sản ở Lombardy, cộng thêm tài sản ở Houston của mình. Cuối cùng Cabrini đã lấy được khoản vay ngân hàng, giáo hoàng cũng phá lệ ủng hộ cô, còn đưa cô bức thư của ông để gửi tổng giám mục. Về đến New York, tổng giám mục tự mình tới đón họ. Có được tiền vốn, cô bắt đầu bắt tay tu sửa. Bệnh viện yêu cầu bên gia công công nhân phải có một nửa là người Ý, hơn nữa cô và các nữ tu đều sẽ ngủ ở đây. Lúc đang tiến hành tu sửa khí thế thì có một vật ném vào, ý trên đó là bảo họ cút về Ý. Tối đó họ còn giải xăng, định đốt cháy cả bệnh viện. Không có cách nào, Cabrini lại tới thời báo New York. Cô muốn gặp thị trưởng nhưng lại lần nữa bị từ chối. Cô không thể không đe dọa ông ta, nếu không thì đăng lên trang đầu thời báo New York. Lúc thị trưởng nhìn thấy cô, ông ta đau hết cả đầu. Cabrini biết sắp tổ chức bầu cử. Nếu thị trưởng ủng hộ công việc hiện giờ của cô, sẽ có được sự trung thành của họ.
Đây cũng là lời hứa của Cabrini. Ngược lại, nếu ông ta không ủng hộ cô thì phóng viên sẽ rất thích tin tức như này. Hơn nữa, người bầu cử của khu Five Points cũng vậy. Không lâu sau, bệnh viện đầu tiên của cô cuối cùng đã được thành lập trong làn khói tranh luận. Rất nhanh, nó đã trở thành một trong những bệnh viện xuất sắc nhất New York. Nó là nơi chữa lành đầy tự hào của người dân nhập cư. Cô còn trở thành một trong những doanh nhân vĩ đại nhất lúc đó. Cô và các nữ tu liên tục sáng lập hàng trăm bệnh viện, cô nhi viện cùng trường học và các trung tâm cứu trợ trải khắp nơi trên thế giới. Đến từng châu lục trên thế giới, nó cũng là đế chế từ thiện lớn nhất xưa giờ trong lịch sử. Hơn nữa, tất cả hệ thống đều do phụ nữ quản lý. Cabrini vẫn luôn chiến thắng cái chết cho đến 67 tuổi mới qua đời. Cuối cùng an nghỉ trong cô nhi viện, bà được phong thánh tại nhà thờ lớn Thánh Phêrô ở Vatican. Về sau, Mỹ cũng coi bà là một phần của nước này. Một lễ chúc mừng đã được tổ chức để vinh danh bà ở nghĩa trang liệt sĩ Chicago. Bà cũng trở thành vị thánh đầu tiên của nước Mỹ. Cho đến ngày nay, bà từng đề xuất một câu hỏi vẫn khiến người ta phải suy nghĩ. Chúng ta muốn thế giới như thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện mục tiêu này thế nào đây? Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.